Chào các bạn, mình đang có hai chiếc Bphone ở đây và chúng ta sẽ thử cái tính năng chuyển tải file nhanh ở Transfer Z. Thì ở cái máy nhận bạn sẽ bật cái ứng dụng này lên này, và ở máy gửi mình sẽ dùng một cái ứng dụng rất thông dụng là ES File Explorer. Mình sẽ bấm chia sẻ và ở đây chúng ta có cái lựa chọn là Transfer Z. Thì sau đó chúng ta sẽ úp hai cái mặt lưng vào nhau này, mình sẽ bắt đầu từ lúc 3 giây và bây giờ mình truyền tổng cộng dung lượng file nó tầm khoảng gần 300 MB. Và bây giờ khi nó kết thúc nó sẽ là 13 giây, mình bắt đầu lúc 3 giây, như thế là chỉ 300 MB chỉ mất 10 giây để truyền rất là nhanh.